Theo dòng thời sự, điểm hẹn trong dòng chảy thông tin. Theo dòng thời sự, điểm hẹn trong dòng chảy thông tin. Quý vị và các bạn đang nghe phần thời sự toàn cảnh, chúng tôi xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình theo dòng thời sự trước, chúng tôi đã đề cập về những cảnh báo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam về việc rủi ro khi đầu tư vào OneCoin. Các chuyên gia đều cho rằng việc lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp lấy tiền của người trước trả tiền cho người sau đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Bên cạnh đó thì những người mời gọi đầu tư OneCoin đưa ra mức lợi nhuận có thể lên tới 300% một năm. Nên không ít người đang mở mắt trước lợi nhuận ảo này. Để tìm hiểu xem việc đầu tư này có hợp pháp hay không, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc, luật sư điều hành công ty luật S&B. Thưa ông, trong thời gian gần đây thì đang có khá nhiều người ở nước ta đầu tư vào tiền ảo OneCoin vì tin tưởng vào việc lợi nhuận có thể lên đến 300% một năm. Ông có bình luận gì về điều này? Theo quan điểm của tôi, về khía cạnh pháp lý thì chúng ta biết là Ngân hàng Nhà nước và các cái cơ quan chức năng Việt Nam không thừa nhận tiền điện tử là một trong những cái công cụ thanh toán, và vì vậy mà nó là một việc mà giao dịch không hợp pháp ở Việt Nam. Và đã không hợp pháp thì quyền lợi của nhà đầu tư khi mà có những cái tranh chấp, cái rủi ro ấy, thì sẽ rất là thiệt hại cho nhà đầu tư. Về khía cạnh thực tế là khi mà đầu tư vào đồng OneCoin này thì đây là những cái giao dịch mới, và đặc biệt là liên quan đến cái lĩnh vực điện tử thì đầu tư vào đây quá là rủi ro và cũng mang lại thiệt hại cho nhà đầu tư, giống như là trước đây khi mà nhà đầu tư tham gia vào sàn vàng ảo và tham gia vào đồng tiền Bitcoin trước đây. Như vậy là nếu so sánh với đầu tư vào Bitcoin hay sàn vàng ảo thì đây có phải là một hình thức đầu tư mới hay không thưa ông? Thì tôi có thể so sánh là đối với lại cái hình thức OneCoin so với lại Bitcoin và sàn vàng ảo trước đây ấy, thì OneCoin có một số cái khía cạnh mới, có nghĩa là họ còn áp dụng cả cái mô hình kinh doanh đa cấp vào để làm sao mà phát triển được hệ thống kinh doanh một cách nhanh nhất và thu lợi một cách nhanh nhất. Thế vì vậy mà khi mà đã có một cái số tiền lớn thì cũng rất có nhiều khả năng đó là các chủ lớn hoặc là nhà đầu tư lớn người ta sẽ tháo chạy. Cũng giống như các cái hình thức kia thì do không được pháp luật thừa nhận cũng như là nhà nước bảo vệ, thì nếu có tranh chấp xảy ra thì cái nguy cơ nhà đầu tư thiệt hại là rất là lớn. Và trên cái môi trường điện tử thì khi mà tiến hành điều tra về lừa đảo hoặc là chiếm đoạt thì cũng rất là khó khăn. Bên cạnh đó, đây là các cái giao dịch quốc tế nữa, thì việc mà thu lại cái tiền đã đầu tư khi có tranh chấp là rất khó khăn. Vâng, nhìn từ góc độ pháp lý thì ông phân tích như thế nào về những hoạt động đầu tư tiền điện tử hay còn gọi là tiền ảo như thế này? Cũng giống như Bitcoin trước đây thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những ý kiến coi là những cái đồng tiền hoặc là những cái giao dịch mà bằng đồng tiền điện tử không có giá trị thanh toán và không được thừa nhận về mặt pháp lý ở Việt Nam. Thì vì vậy mà đối với lại những cái nhà đầu tư hoặc là những bên tham gia vào những cái giao dịch này có thể bị vi phạm các cái quy định về quản lý ngoại hối của nhà nước. Và bên cạnh đó, nếu mà gây hậu quả nghiêm trọng thì còn đối mặt với ví dụ như là tội kinh doanh trái phép theo quy định của pháp luật hình sự, hoặc nếu mà có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị khởi tố về các cái tội danh liên quan như thế. Vậy nếu có vi phạm thì chế tài xử lý các trường hợp này sẽ như thế nào thưa ông? Sẽ phải chia ra các trường hợp cụ thể. Đối với lại những cái sai phạm liên quan đến kinh doanh trái phép, vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và vi phạm các cái quy định về pháp luật đầu tư thì tùy tính chất vi phạm của từng cái cá nhân tổ chức mà sẽ phải chịu các cái chế tài về mặt hành chính và chế tài về mặt hình sự. Thì đối với các chế tài hành chính thì hiện nay chúng ta sẽ áp dụng các cái quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối và tiền tệ, hoặc là các cái quy định khác của pháp luật liên quan, tùy từng mức độ vi phạm khác nhau thì bị xử lý vi phạm hành chính thì sẽ bị phạt tiền và phải bị áp dụng các cái biện pháp bổ sung, ví dụ như tịch thu tang vật vi phạm. Bên cạnh đó thì theo quy định tại điều 159 của Bộ luật hình sự thì chúng ta còn có cái tội là kinh doanh trái phép. Thì trong cái hình phạt ở cái tội kinh doanh trái phép thì có thể là phạt tiền và có thể là phạt tù, cải tạo không giam giữ và cũng áp dụng các hình phạt bổ sung. Bên cạnh đó thì đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là tội lạm dụng tín nhiệm thì đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy thì cái mức án cao nhất cũng có thể là lên chung thân hoặc là tử hình. Thì đấy là những cái chế tài về mặt hành chính và hình sự đối với lại những cái cá nhân tổ chức khi mà tham gia vào những cái hoạt động kinh doanh trái phép mà có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm để trục lợi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc điều hành công ty luật S và B phân tích về những rủi ro khi đầu tư vào đồng tiền ảo OneCoin, đặc biệt là nếu vi phạm pháp luật thì có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Chưa kể vì lợi dụng công nghệ thông tin để tạo ra các loại tiền này nên chủ các sàn giao dịch cũng dễ dàng xóa các thông tin liên quan để lấy tiền thật của người tham gia. Và nội dung này đã kết thúc phần thời sự toàn cảnh.